Yo bạn nha, HBGamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến cái thế giới vua trái cây nha. Ý mình là King Legacy đó các bạn ơi. Đúng vậy, trong ngày hôm nay mình lại tiếp tục cái hành trình đi farm cấp nha các bạn ơi. Tại vì sau khi qua được C2 rồi, chúng ta mới có nhiều cái thú vị để mà chơi. Chứ ơi C1 này thì nó khá là chán á các bạn. Và mình cũng chán luôn trái dung nham của các bạn ơi. Nên là mình sẽ cắt một loại trái cây mới nha. Thế trái đó sẽ là trái gì nhỉ? Đừng hỏi mình. Mình muốn khám phá nhiều hơn trong thế giới này. Nên là các bạn muốn mình làm cái gì thì comment xuống phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc mà. Giúp cho mình một like nếu như bạn là fan cứng của mình nha. Các bạn hãy nhìn vào cái thứ chết tiệt này đi. Tại sao tỷ lệ người chưa bấm đi cái kênh của mình nó lại cao quá vậy các bạn? Mình không thích cái này đâu. Cho nên nếu bạn là người mới hay là fan chuỗi nữa thì cũng phải bấm đi cái kênh giúp mình nha. Bấm vào cái chuông kế bên nữa. Và đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ngày thứ 3 trong cái thế giới vua trái cây nha các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay á, đúng rồi, mình sẽ cắn một loại trái cây mới thôi. Tại vì mình đã quá chán trái dung nham rồi, mình cần có một cái gì đó mới mẻ hơn. Để mình xem coi, trong cái thế giới này trái nào là trái VIP nhất nha. Chúng ta có trái Mochi là Legendary nè, trái rồng nè, với cả là trái Phoenix Phượng Hoàng Lửa, đúng không? Thì đúng rồi anh, kìa kìa đó. Và trong ba trái này là trái Dragon là trái mắc nhất trong game này, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Oh shit, 3250 cubus các bạn ơi. Vì nó quá mắc cho nên là mình sẽ không mua nó đâu các bạn ơi. Thế thì mình kiếm đâu ra nhỉ? Đây anh. Đây là trái rồng chung huyền thoại đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bây giờ mình sẽ thử cắn trái này để xem coi là trái này nó có gì hay ho nha các bạn. Trái gì anh? Trái sao? Đây anh. Rồi chấp nhận nè. Sẵn sàng nha. Ủa chỉ cần sẵn sàng thôi hả? Đúng rồi anh. Wow, trong cái thế giới này chúng ta chay mà chúng ta không mắc gì hết, thật là tuyệt vời. Đúng rồi, em mà. Let's go, anh có trái rồng rồi nè. Rồi bây giờ mình chỉ cần cắn nó thôi đúng không? Nhai đi anh. Rồi ăn thôi. Mình đã sở hữu được sức mạnh của Dragon rồi các bạn ơi. Holy shit, sao mà kỹ năng của nó tới tận 2000 tấn vậy? Quá khủng khiếp. Đúng rồi anh. Chỉ số trái quỷ mình bây giờ là hơn 3000 rồi các bạn ơi. Dâm ba mấy cái con số này nó không phải là vấn đề nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi test sự kêu nha. Ok, let's go. Let's go. Rồi qua đập mở đầu con boss này để mình cố farm lên cấp 1250 nha. Viên đạn địa ngục hả? Wow, quá sợ kêu nghe tên thấy khủng khiếp rồi. Oh shit, giống Machine Gun. Rồi lại coi. Khá là giống giống như sơi bên bảo thiên tai là như nào đây? Go. Ủa sao mấy như vậy? Gì đó anh. Ở dưới đất dùng mới được hả? Đâu xem coi. Ui 4200 đam. Ui nó đánh anh gần chết rồi em ơi. Rồi tiếng đam nè, let's go. Shit 6000 đam luôn. Wow. Tiếp theo là chiêu vơi biến hình. Ui biến hình con rồng luôn hả? Biến hình con rồng thì dùng chiêu nó có khác không? Có anh. Có gì hết á. Ui lên. Rồi chiêu bảo hiên ta nè, let's go. Ui nó là lóng sấy luôn hả? Wow. Rồi tiếng gầm chết. Dạo nó có chiêu bơi nữa anh. Chiêu bơi là sao ta? Hơi thở của rồng anh. Tao thử coi. Mắc gì vậy? Nó kêu anh là cần phải biến thành rồng ấy. Bảo mình phải biến rồng mới dùng được đúng không? Rồi ok, để biến rồng nè. Ôi, chiêu bơi hồi lâu quá ta. Đó là chiêu đốt đau nhất mà. Chiêu ăn tiền đúng không? Tiền á. Hơi thở rồng nè, let's go. Ui. Dưỡng xuống đi anh. Rồi, nhảy ra nè. 10.000 đam, 15.000, 16.000, holy shit. Ôi, một chiêu vơi nữa, cây máu thằng này ơi. Quá khủng khiếp. Đúng rồi. Rồi, tiếng gầm nè. Trời ơi, chiêu xe cũng 10.000 đam rồi, gì mạnh quá vậy? Biến giọng nó gấp đôi đam à. Hít lên, bảo thiên tai. Wow. Trong các chiêu anh thấy bảo thiên tai của con gồng này là ngầu nhất rồi đó. Đúng rồi, ngầu nhất mà. Bảo thiên tai. Ôi, cái chiêu này khó dùng quá vậy. Chiêu đó phải áp sát nó mới được á. Bảo thiên tai nè. Kìa, gồng bay mà phải gần nó mới dùng được chiêu, kỳ quá. Rồi mắc chiêu anh luôn rồi. Ôi shit, chết gồng rồi. Oh shit. Anh có thể test lên em hả? Chào anh, sai hư đi. Oh shit, 8.000 đam. Ôi trong các chiêu này ngầu thiệt á, nhưng mà khó xài quá rồi em ơi. Đúng rồi anh. 10.000 đam nè, gầm lên. 20.000 đam nè, hơi thở gồng. Ôi ôi, chị sao nổi. 37.000 đam luôn. Rồi chết, anh chết luôn rồi, wow. Wow. Trời ơi, chú gồng này màu mèo quá, sao farm không sướng như vậy? Ôi. Bị lừa rồi. Em nghĩ là mình nên biến dạng người thôi anh. Dạng người đi chơi cho vậy. Ôi màu mèo mà lâu chết quá vậy. Trái này quá xịn. Đúng rồi, quá xịn luôn. Bốn bảy em ơi. Ok anh ơi. Tiếng gồng nè. Ba đẹp rồi thôi. Hơi thở gồng. Let's go. Wow, 1250 nè. Bây giờ mình qua đảo mới luôn anh ơi. Đi thôi, hướng nào? Nằm phía trước mặt mình luôn anh. Đảo nhìn chút xíu đi ta. Nó vậy mà anh. Mà dài lắm anh. Set spawn cái đã. À đây, trong đây, trong nhà nè. Spawn, đã set spawn. Nhận nhiệm vụ này nè anh. 1250. Ồ, đánh sói hả? Set. Đúng rồi anh. Vô. Mình đánh boss đó. Wow, đã anh hết nửa cây máu anh luôn rồi. Cười quá à. Vô em. Rồi, hơi thở rồng. Ồ, chị sao nổi. Ui, trúng rồi nè, let's go. Quá hay luôn anh ơi.
Ôi trời, nhưng mà khó di chuyển quá à. Khó chứ. Nhưng mà anh để ý điều không? Máu anh kìa. Ờ, nó trâu hơn nhiều nhỉ. Đúng rồi. Chết. Trời ơi, chịu sao nổi. Ôi, biến gồng lên 35.000 máu nè. Rồi biến người xuống còn 8.000 máu à. Ủa, nếu mà vậy thì cháy gồng xịn chứ bộ. Chỉ qua là nó hơi khó phạm thôi. Đúng rồi, xịn cho bươi bươi. Nghĩa là vậy. Đó là vậy đó anh. Ôi trời tối em ơi. Không sao nè, tắm tới đây đi anh. Chạy em ơi, let's go. Let's go. Trời ơi. Trời ơi, chém ghê. Oh shit. Oh shit. Thằng này hung dữ quá. Kì lên đi anh, kì lên. Dạ dạ dạ. Chết. Mà bật, bật Haki lên nghe cái tiếng gì gói quá. Mời anh. Mình farm lên cái máy nhỉ? 1325 anh. Ôi. 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 Ba trăm hai mươi sáu luôn nè. Ok anh ơi, nhiệm vụ mới nào. Ồ xíu sao này nhìn quen ta. Lão cổ anh. Ồ. Thằng hút cổ cổ bên CBS đúng không? Thì bên chính chứ. Đúng rồi anh, Simi9. Rồi Simi9 gọi hụt luôn. Wow. Wow. Gồng này khó chơi quá à. Khó thiệt mà. Chết. Hơi thở gồng. Ôi ôi, 10.000 đam chịu sao nổi. Trời, chiếc ốp sấy này đúng là không trúng được luôn á. Rồi với ba, ôi gần chết luôn rồi nè. Ui shit, gồng mạnh thiệt. Gồng rất mạnh. Viên đạn đi ngục. Chết. Go. Rồi giờ nửa cây vô nhanh nha. Ok nè. Chắc tới lúc mà mình nên năng vô cho ác quỷ trôi rồi. Oh shit. Huynh, chỉ số trong này là bao nhiêu vậy em? 4.500. Bây giờ anh đã có 4.300 rồi nè. Đúng rồi. Còn 200 nữa thôi là mình sẽ full chỉ số cho ác quỷ rồi. Ok vô. Gồng lên. 14.000 đam. 20.000 đam với 3 chiêu. Ngày bố mình qua đảo mới được chưa ta? Chưa anh, vẫn còn con boss nữa. Mình muốn qua đảo mới thì mình phải level 1.500 anh ơi. Rồi, lên 1.500 thôi. Anh nhanh chỉ cần xài một chiêu Z với một chiêu X thôi là đủ đam không anh? Ok. Yeah. Go. Let's go. Chính chính thôi, thêm cái nữa. Rồi, quả con mới thôi. Ok anh ơi, quá. Ủa, nó là Leopard hả? Đúng rồi anh. Nó là Leopard. Đúng. Leopard là nhìn thấy kỳ nha. Đây là Leopard đây ư. Đúng rồi, Leopard rồi anh. Ui. Ui, em ơi, ui. Ui. Anh Leopard này nóng quá vậy? Nóng như kem anh. Thằng Leopard này không sợ đâu. Thôi, nghĩ sao mà bảo mà chơi với gồng. Chết. Ui, gồng quá khỏe em ơi. Wow. Mà khó farm quá. Khó farm thiệt. Rồi anh đánh bại anh Leopard rồi, giờ nữa gây cho nhanh nha. Qua đảo mới nữa em ơi. Ê da, tự nhiên thấy gồng farm nhanh hơn rồi đó em. Wow. Biến gồng thú lên cái xong rồi. Biến gồng. Mày phải chơi game cho anh. Chơi game kiểu này kỳ quá. Wow. Biến gồng hở có cái nhẹ xong đủ đam. Con gồng này nó có hơi đổi màu à anh. Đổi màu sao nhỉ? Mình cần game anh. Bao nhiêu game? 10 game một lần đổi. Game dễ kiếm không? Có code cho anh tới tận 60 game. Có code tận 60 game luôn. Đây anh ơi. Code update 4 đúng không? Nhập mã dữ rồi anh. À ok, nhập mã ở đây. Rồi 5 game, update 4.0.2. Đúng. Thêm 5 game nữa 10 game. Nếu mà anh nhập thêm god kia nữa nó cho anh tận 50 game. Đâu, god gì đây? Oh, xin 60 game luôn, wow. Con cái đống game này nè, giờ anh muốn biến đổi màu con gồng thì đổi sao? Giờ lại nơi bắt đầu anh. Giờ lại nơi bắt đầu? Đúng rồi. Oh, shit, sao quá vậy? Cái đảo đầu tiên quá. Lên cấp 1.500 đi, mình sẽ đi đổi màu nha. Ok anh ơi. Tiếp tục farm thôi, hở rồng. Hơi hở của rồng. Trời ơi. 20.000 đam một chiêu, quá khủng khiếp. Wow. Cái cuối em ơi. Trời ơi, cái cuối rồi. Go. 1.500. Bây giờ mình có thể qua đảo mới rồi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trước khi qua đảo mới thì mình. Ủa, anh Leopard gì vậy? Ây, 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 ây. Ui, vô, 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 vô. Leopard này không tính quá vậy. Bây giờ sẽ quay lại đảo bắt đầu để mà đổi màu con gồng thành màu xanh dương nha. Thành màu của Hắc Gamer. Go. Ok anh. Lỡ nó không đẹp sao ta? Không đẹp thiệt anh. Ủa, màu xanh xấu mà. Có một màu mà nó đẹp lắm, nhưng mà nó phải pha trộn với màu đen cơ. Bao nhiêu game? Không nhớ nữa. Trời, mà Hắc Gamer mà lại xấu ư? Không được. Rồi đổi màu ở đâu nhỉ? Trong đây anh ơi, trong nhà luôn. Oh shit, anh này hả? Đúng rồi. Nisi, do you want to random, random? Random màu. Random màu lỡ nó không ra được màu của mình thì sao? Ở dưới anh. Ở dưới đúng không? Ủa, có con Dino nữa. Con Dino hình như là con khủng long hả? Khủng long đó anh. Đổi màu khủng long là 1 game. Mà đổi màu con rồng là 10 game. Đúng. Mà lại random màu. Ok, đâu để xem coi được màu gì nha. Giờ ra biến hình con rồng liền anh. Let's go. Oh shit, màu xanh luôn, wow. Màu đẹp lắm anh.
Ồ, màu này hơi đẹp nha, màu hắc băng game ơi quá đỉnh. Đúng rồi. Ủa sao bảo xanh xấu mà anh thấy đẹp mà. Ý em nói là màu này anh. Dạ. Như mấy màu khác nó như. Thì anh ra được màu đúng đẹp luôn. Đúng. Quá ngầu, đi thôi. Và đảo mới nào anh ơi. Đảo mới đâu, không biết đường chỉ đường. Đảo gì đây? Đảo zombie đó anh. Xin spawn ở đâu? Ở đây luôn nè. Ngoài đây luôn. Rồi, đã đặt xin spawn. Bây giờ mình sẽ đi farm gì đây? Mình sẽ đi đánh những con zombie. Mình sẽ đánh zombie lên cấp mấy? Ơ, gì đây? Gì đây? Nhận vụ này. Mình sẽ farm lên cấp 1600 ư? Rồi anh. Rồi, vô. Farm thôi. À, 5 con zombie. Lần vụ có 2 con anh ơi. Lần vụ 2 con à. Ây cha, farm khá là khó nha. Farm rất cực. Hơi thở không? Ui trời ơi, phun cái chết luôn. Ây cha, farm mấy này lên 1600 hơi lâu nha. Em này có ý định là mình quay lại chỗ nãy mình farm anh. Ừ, chỗ nhanh ha. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà hôm nay 5 con lâu quá à. Cho full lên 4500 luôn. Wow. Bây giờ đừng còn... hết vô máu đi anh. Bây giờ còn lại vô phòng thủ hết. Ui lâu quá em ơi. Chết nổi rồi. Giờ cho cũ đi em ơi. Cho anh. Ok anh ơi. Phải chỉ là mấy con quái nó gần nhau xíu cho lẹ. Đúng thế. Ê, đánh lên đeo bát đi cho lại lẹ. Về nhanh hơn á. Là nhanh quá ta. Lắc nữa rồi. Lắc hoài vậy. Lắc hoài luôn đi. Ok. Ê dạ. Oh shit, cây cuối em ơi. Let's go, 1600 rồi. Đẹp. Rồi. Quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đánh cái con boss trong cái nhà đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đánh con này nó sẽ gớt ra được cái viên ngọc gì mà. Viên ngọc để chịu hồi con boss phía sau căn nhà đó anh. Rồi, để anh thử solo với con này thôi. Wow, không trúng luôn. Hơi thở rồng. Let's go. Gầm. Chết. Ui ôi, rồng quá phải em ơi. Đúng rồi, giờ nửa cây cho nhanh rồi nè. Đúng rồi, nửa cây cho nhanh. Mình đánh con này để còn ra cái viên ngọc. Rồi, cứ xơi với Z nha. Boss ở trong nhà cũng khó farm thiệt. Ui, cái viên ngọc này khó gớt quá ta. Qua anh 1% mà. Nó chỉ có 1% gớt ra thôi hả? Đúng rồi. Anh có game map là nó lên 2%. Wow, 2% là quá khủng lồ. Chỉ gớt ra thôi. Cố gắng lên. Farm lên level 1750 cơ anh. Là qua đảo mới. Đúng rồi. Wow, anh muốn đánh con boss kia quá à. Ra viên ngọc đi. Cứ farm lên cấp 1700 thế nào cũng ra. Đúng rồi. Oh shit, gần 700 mà chưa ra viên ngọc nào như vậy. Dạ, cục kiếm. Ây da, em vô, em rơi vào nữa rồi. Oh shit, có rồi hả? Oh, let's go. Wow, anh có gamepad là 2%, anh không ra, 1% em lại ra ư. Ôi. Wow, nhân phẩm của anh thật là tuyệt vời. Rồi, đi chịu hỏi boss coi, xem thử coi. Ủa, có nhiệm vụ không ta? Nên chịu hỏi mình đánh thôi. Chịu hỏi đánh luôn anh. Đây. À, oh shit. Ôi, chịu hỏi như này á. Đúng rồi anh. Wow. Oh shit, 750.000 máu hả? Đúng rồi anh. Trời ổn vậy, đánh lại không? Lại anh. Bảy nhiều máu quá, hai thằng đánh vô lại em ơi, vô. Trời ơi, anh khai cục đờm hết 50.000 máu nữa rồi. Trời ơi, đánh anh kìa. Ui, con này cồng kềnh quá à. Nó đâu không đánh mình vậy trời, nó nhìn mình không vậy. Đừng kinh thường ấy anh, tí nữa nó một phá Haki bá dương á. Con có Haki bá dương nữa. Đúng rồi anh. Còn mấy Haki đó anh không sợ đâu, khai đờm nè. Đó, phun vô. Ui, nó cứ đứng cho mình đánh không em ơi, nó đâu làm gì mình đâu. Ok, sao đừng đứng yên cho mình chơi vậy? Tại mình đâu có nằm trong phạm vi di chuyển đó đâu anh. Trời ơi, mình cứ đứng ngoài mình phun nước miếng vô thôi. Trời ơi, anh tưởng sao mấy anh boss này đơn giản quá à. Không có gì gọi là thử thách chứ vậy. Mình đứng là mình phun vô thôi, đúng không? Qua C2 anh biết cái cảnh. Qua C2 cũng có anh này nữa hả? Đúng rồi anh. Trời ơi, anh này dễ quá à. Nhưng mà tới hai anh lượng anh. Hai anh lận luôn. Wow. Đâu, chụp anh đó anh. Chụp anh luôn hả? Ô, shit. Qua C2 chịu khổ sao? Anh này gớt ra cái gì nữa mà? Dạ, anh kiếm của mẹ đó anh. Oh, shit. Cái đó chỉ có 15% tỷ lệ xuất hiện thôi. Đúng rồi. Bánh xác, hơi thở của rồng. Go. Ôi, phun thêm kiếp cái nữa. Đó. Ui. Ra kìa. Ui, đánh con đầu tiên nó gớt ra khanh kiếm của mẹ rồi. Đúng rồi. Ui, shit. Ba vip luôn anh ơi. Wow, vip luôn. Đây là sức mạnh của game pass đó em. Ui, shit, lưỡi dao của mẹ. Wow. Cây đẹp không? Yeah. Ui, xịn vậy. Anh thấy anh lửa màu gì không? Ý, sao lưỡi màu, sao em có lửa màu tím nhìn đẹp vậy? À, Haki màu đúng không? Đúng rồi. Anh cũng muốn có Haki màu thì phải làm sao? Dạ, 35 triệu Billy anh. Oh shit, 35 triệu Billy. Đúng. Ok, cái đó để sao thì 300 điểm kỹ năng mới mở được 2 skill đúng không? Rồi, 300 này quá đơn giản luôn. Mấy cái chỉ số này nó không có thiếu đâu. Lưỡi kiếm khổng lồ. Oh shit. Nó dạo xuống đất hả? Wow. Đạo ra một cái giống như địa chấn vậy á. Bụm. Rồi, tiếng gầm địa ngục. Ok đây. Oh shit, nó chịu hồi ra cục lửa nè. Ngầu dạ. Nhưng mà anh mới có 300 chỉ số thì đâu có mạnh đâu đúng không? Sau này mình phải cố cày cấp lên để mình nâng full chỉ số cho kiếm thôi. Kiếm trong này hơi bị xịn nha. Rồi anh kiếm đầy đạp to lắm á. Rồi.
Ủa, chịu ngầu như này mà buồn cái là chỉ số mình yếu quá, thành ra nó không có đam. Như vậy là anh đã có cây thanh kiếm của mẹ trong bộ sưu tập của anh rồi đó. Ui, cây này đẹp quá em ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng phá đảo luôn cái đảo này nha. Nhỏ nhỏ này nè. Kiếm của mẹ, địa chấn, bụm, wow, quá là yếu luôn. Thôi, lấy gồng ra bắn cho nó sướng. Cái nào ra thêm con nữa không anh? Rồi, em còn đánh thêm con nữa. Mình farm lên cấp 1750 đúng không? Đúng rồi anh. Thì tối nãy giờ hả? Đúng rồi anh. Oh shit. Tam xong boss này, Tam sẽ đây anh. Ok. Ok, Tam sẽ đây anh ơi. Let's go. Trời sáng rồi. Bốn sáu rồi. Nào, nó không già luôn. Shit, cái cuối em ơi. Nó không ra thôi, bỏ anh ơi. Đúng vậy. Điều gì mình cũng lấy được vũ khí mà mình cần rồi. Tao né hết vậy. Ok. Yo, 1752 rồi, tức là mình qua được đảo mới đúng không? Dạ đúng rồi anh. Tính ra con boss này cái viên ngọc nó khá khó ra luôn á, nó chỉ có 2% một ở đó 1% tỷ lệ ra thôi. Mình đã may mắn lấy được nó rồi và cũng sở hữu được thanh kiếm của mẹ rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần qua đảo mới thôi. Let's go. Let's go đi em anh ơi. Hướng nào? Oh shit, đây hả? Ôi anh. Ủa sao nhìn quen vậy? Sao giống đảo Hải quân quá vậy? Đúng rồi anh, chào mừng anh đã tới với tổng bộ Hải quân. Oh shit. À đây là trận chiến cứu ai đúng không? Đúng rồi anh. Wow. Trận chiến thượng đỉnh đó anh. Biết trận này rồi. Bọn em đây nè. Rồi, đặt đỉnh Sabon. Đã đạt. Bây giờ mình farm đảo lên cấp 2000 ha em. Đúng rồi anh. Anh thấy là một ngày hôm nay của mình nó cũng khá dài đó em thấy không? Dài thiệt anh. Đúng vậy, cho nên là mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây nha các bạn ơi. Dù gì thì cấp độ của mình cũng đã đạt được tới con số là 1750 rồi và mình cũng đã triệu hồi con boss orc và đánh bại nó và sở hữu được thanh kiếm của mẹ bự. Hành trình của mình vẫn còn khá là dài trong cái thế giới này, cho nên là nếu các bạn muốn mình làm cái gì thì đừng quên là comment xuống phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc mà. Nếu như bạn thích thế giới vua trái cây của mình thì giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông kế bên nữa nếu bạn là người mới. Và mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên rồi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.